Trước mắt anh em là màn đấu trí rất là căng thẳng giữa một con cá bóng 6 vẫn chưa biết là cá gì anh em ơi. Và người đối đầu với con cá bóng 6 này chính là NHT Gaming, cần thủ chuyên nghiệp bậc nhất số 1 Play to Get anh em ơi. Và đó là một con Megalodon anh em nhá. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách câu để ra nhiều bóng 6 nhất anh em ơi. Và server ra bóng 6 nhiều nhất, anh em xem clip của mình và anh em thấy những màn kéo bóng 6 nó quyết liệt và nó nhiều đến như thế nào luôn anh em ơi. Hiện tại thì em Tuấn của chúng ta và một em nữa anh em cũng đang kéo hai cái bóng 6 này anh em ơi. Và để xem hai bóng 6 này có lên hay không, hay đứt cả hai hay là cả hai đều lên anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, và mình là NHT Gaming anh em ơi. Trở lại với CG mới nhất của mình hôm nay, tiếp tục là một video hướng dẫn câu bóng 6 này anh em ơi. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách câu hiệu quả và chi tiết nhất anh em nha, cho anh em dễ lên bóng 6 nhất. Đây anh em, hiện tại em Tuấn của chúng ta đã kéo thành công con cá voi lưng gù rồi anh em ạ. Và để tiếp thêm động lực cho mình thì anh em đang xem video của mình, nhớ để lại một like cũng như là subscribe kênh anh em, cho mình có thêm động lực để ra nhiều video cho anh em. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em những mẹo câu hay, những cách câu hay anh em nha. Và anh em chỉ cần bỏ ra 1 đến 2 giây anh em click vào nút like và nút subscribe kênh anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết video này anh em ơi. Nãy giờ thì anh em có thể thấy được rằng cái bóng 6 rất là nhiều anh em. Mình với các bạn kéo được rất nhiều bóng 6 anh em ạ. Và mình có một cách muốn chia sẻ cho anh em như sau. Thứ nhất thì mình không bao giờ câu ở server Việt Nam anh em ơi. Tại vì riêng mình thì mình thấy câu ở server Việt Nam rất là lổ anh em ơi. Không biết anh em thế nào, còn riêng mình thì mình chưa bao giờ lên con bóng 6 nào ở server Việt Nam luôn. Tiếp theo, em tương của chúng ta lên con Mega nữa này anh em. Lý do mình không câu ở server Việt Nam tại vì server Việt Nam rất là lổ anh em ơi. Server Việt Nam toàn dùng pin, toàn dùng trích điện, cho nên bây giờ cá nó tuyệt chủng hết rồi anh em ạ. Cho nên anh em không dài gì câu ở server Việt Nam anh em nhá. Mình không bảo là không có nhưng nó rất ít anh em ơi. Rồi tiếp theo, bàn tiếp theo, lần này lại tiếp tục em Tuấn gặp bóng 6 nữa anh em ơi. Và anh em chờ xem em ấy sẽ lên được con gì đây. Thôi toang, nó bị đứt rồi anh em ơi. Ở video này thì mình chỉ quay những lúc lên cá thôi anh em nhá, chứ những lúc đứt hoặc bị hụt bóng thì mình sẽ không quay. Và chỉ riêng quay lên cá thôi mà cũng đã rất là mệt rồi anh em ơi, vì nó quá nhiều anh em ạ. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ cho anh em tiếp anh em ơi. Server mình lựa chọn đó là server Đông Ngải anh em ơi. Và cụ thể đó là server đầu tiên của Đông Ngải anh em ơi. Tất cả những con bóng 6 mình quay ở trong video này đều ở server Đông Ngải anh em nhá, server đầu tiên luôn. Anh em cứ coi hết video và anh em sẽ thấy được rằng bóng 6 rất là nhiều. Ở video này thì mình chỉ quay mỗi những bóng 6 lên thôi anh em ơi, còn những con hụt thì mình sẽ không quay. Và những con bị đứt nữa anh em ơi, mình cũng sẽ không quay luôn anh em ạ. Mình chỉ quay những con lên được thôi, mình và các bạn lên được thôi anh em nhá. Đây là tất cả những bạn đi theo mình, tất cả những bạn này đều lên bóng 6 rất là nhiều rồi. Em nick của chúng ta lên một con Mega nữa anh em ơi. Và trong video này thì em nick lên hai con liên tục anh em nhá. Rồi tiếp theo, lần này thì đến lượt em sư tử của chúng ta đang câu một cái bóng 6 anh em ạ. Và màn đấu trí rất là căng thẳng anh em ơi, vẫn đang giằng co rất là quyết liệt. Và liệu ai sẽ là người chiến thắng đây anh em? Liệu may mắn có mỉm cười với em sư tử hay không, hay là lại trả nó về với biển cả anh em? Rồi lên rồi anh em ơi, là một con lưng gù nữa anh em ơi, rất là nhiều lưng gù luôn. Xe với Đông Á thì dường như nó đã trở thành một huyền thoại rồi anh em ơi. Rất nhiều cá, rất nhiều bò hiếm luôn. Toàn bộ cá bóng to, cá hiếm thì nằm ở Đông Ngã này rất nhiều. Sở dĩ ở Đông Ngã này rất nhiều cá hiếm cũng như là bò hiếm thì do server Đông Ngã này toàn là người theo đạo hồi anh em ơi. Và đạo hồi thì người ta sẽ không ăn thịt đâu anh em ơi. Đặc biệt là những con cá to máu me tanh như thế này thì người ta sẽ không ăn đâu anh em ạ. Cho nên cá rất là nhiều luôn. Còn ở Việt Nam chúng mình thì người ta con gì đó cũng ăn anh em ơi. Giờ con đuông dừa cũng ăn, cho nên là không con gì sống sót ở Việt Nam cả anh em ơi. Cho nên server Việt Nam thì anh em loài bỏ anh em nha. Từ bỏ rồi là cá kiệt anh em cũng không bắt ở Việt Nam. Đây nó đã ít rồi thì anh em không bắt ở Việt Nam rồi anh em nha. Để cho nó tồn tại và sống sót anh em. Rồi em nick của chúng ta là tiếp tục lên con Mega nữa anh em ơi. Vậy là trong vòng mấy chục phút thôi mà em nick của chúng ta đã lên tới hai con cá bóng 6 luôn anh em ạ. Rất là nhân phẩm, rất là nhiều cá luôn. Ở đây thì mình chỉ quay mỗi lần cá lên thôi anh em nhá, chứ mình không quay những con bị đứt anh em ơi. Rồi những con bị hụt nữa anh em nhá. Đây như thế mà nó đã cũng rất là nhiều rồi. Rồi lần này thì em Dogemon của chúng ta, em Dogemon lại tiếp tục lên một con lưng gù nữa anh em ơi. Và lần này may mắn là đến với em Lộc nữa anh em. Em Lộc của chúng ta tên đầy đủ là Đặng Hữu Lộc anh em. Và mình vẫn hay gọi em ấy là Lộc Phù Hô. Để xem em ấy có lên bóng 6 và là con gì đây anh em ơi.
Anh em có tin tưởng mình anh em ạ. Anh em có chạy sang server Đông Á cho mình, server đầu tiên anh em nhá. Cứ câu khoảng 30 phút anh em không có thì anh em lại tiếp tục qua server thứ hai, rồi thứ ba và thứ tư anh em. Rồi em long của chúng ta đã câu thành công, lần này là một con thương long này anh em ơi. Rồi rất là nhiều cá luôn anh em ạ. Rồi tiếp tục, lần này lại tiếp tục hai con bóng 6 lên cùng lúc này anh em ơi. Em bin và em nick nữa này anh em. Em nick lại tiếp tục gặp bóng 6 nữa anh em. Và em bin cũng đang gặp bóng 6 anh em. Một màn solo giữa người với cá rất là gay cấn và nghe thử anh em ơi. Hai con bóng 6 cùng lúc kìa anh em ơi. Này giờ các em đi theo mình lên được rất nhiều cá bóng 6 anh em ơi. Không em này lên thì em khác lên. Có em đứt, có em hụt, rồi có rất là nhiều em được lên bóng 6 anh em ạ. Có rất nhiều em câu thành công. Còn đến bây giờ thì mình vẫn chưa gặp cái bóng 6 nào luôn anh em ơi. Số mình hôm nay hơi bị đen anh em ạ. Không biết số mình hôm nay phải dầm phải đóng cứt hay sao anh em. Hay là các em, các cân thủ của chúng ta te le mình nhiều quá cho nên mình bị hụt nhân phẩm đấy anh em ơi. Và các cân thủ của chúng ta đã trở thành báo thủ rồi anh em ạ. Làm cho mình chả gặp một con bóng 6 nào luôn. Thôi rồi anh em cứ yên tâm anh em ơi. Với cách này thì kiểu gì mình cũng gặp bóng 6 thôi anh em ạ. Cứ bình tĩnh anh em. Từ từ rồi khoai cũng sẽ như anh em ơi. Mình câu đến Tết thì kiểu gì nó cũng có bóng 6 thôi anh em ạ. Cho nên anh em cứ bình tĩnh mà câu. Cứ từ từ đừng có đóng ruột anh em nha. Rồi nó lên rồi anh em ơi. Lại một con cá voi xây này anh em. Sau khi em pin của chúng ta câu lên con cá voi xong thì tiếp tục là em hào anh em ơi. Anh em xem kéo bóng 6 đảm mặt không anh em ơi. Này giờ rất là nhiều bóng 6 đã được các bạn câu lên rồi anh em ạ. Xem rất là sướng mặt luôn. Server Đông Á không bao giờ làm mình thất vọng anh em ơi. Rất là nhiều cá, rất là nhiều bầu anh em ạ. Và anh em đang xem đi của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên like kênh cũng như subscribe kênh ủng hộ cho mình nha anh em. Giúp mình có nhiều động lực để tìm ra nhiều mèo hay cũng như cách câu hay nha anh em. Nếu tìm ra cách gì, mèo gì hay thì mình sẽ chia sẻ trên video cho anh em nhá. Cho nên anh em cứ yên tâm cho mình. Mấy tháng gameplay không có phiên bản nào mới hay, không có cập nhật mới cho nên mình có chơi game Roblox này anh em. Nếu anh em nào có niềm đam mê với game Block Football anh em ơi thì anh em nhanh chóng đăng ký kênh cho mình luôn anh em nhá. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Hiện tại thì em Hào của chúng ta vẫn đang đấu trí rất là căng thẳng với con bóng 6 này anh em ơi. Và đây là không biết con cá bóng 6 gì đây mà em Hào của chúng ta kéo gần 1 phút rồi anh em ạ. Gần 1 phút rồi kéo vẫn chưa lên luôn anh em ơi. Hiện tại thì mình thấy câu bóng 6 nó là khó khăn như thế này rồi. Liệu trong tương lai nếu nhà phát hành có ra thêm bóng 7 nữa anh em. Nếu có ra thêm bóng 7 nữa anh em thì lúc đó thì nó sẽ kéo cả người cả thuyền đi luôn anh em ạ. Không biết đây là con cá gì đây anh em ơi. Không biết con cá gì đây mà kéo hơn 1 phút rồi nó vẫn chưa chịu lên luôn. Rất là cứng đầu luôn anh em ạ. Rất là gay cấn, đang rất là căng thẳng anh em ơi. Chúng ta tiếp tục chờ đón xem. Trong trận đấu giữa người và cá này thì em Hào của chúng ta là người giành chiến thắng, hay là bóng 6 này sẽ chiến thắng và nó sẽ quay lại với biển khơi anh em ơi. Rồi nó lên rồi kìa anh em ơi. Lại tiếp tục là một con cá voi xây này anh em ơi. Vậy là trong vòng chưa đến 5 phút thôi mà ba bạn lên ba cái bóng 6 và đều là con cá voi xây anh em nhá. Rồi sau một hồi câu ở server Đông Á mình bị các bạn hụt nhân phẩm thì mình tiếp tục quay sang server châu Âu một cái thôi. Mình vừa qua được 5 phút thôi thì xuất hiện cho mình một cái bóng 6 rồi anh em ơi. Vậy là mèo câu này rất là thành công anh em ơi. Vậy là video tiếp theo mình sẽ test thử server châu Âu xem thế nào anh em nhá. Để xem ở châu Âu nó có lên cá nhiều hay không. Rồi con bóng 6 nó đã cắn câu rồi này anh em ơi. Và anh em biết chắc chắn là con gì rồi đấy anh em ơi. Ở đầu video mình đã giới thiệu cho anh em rồi. Đây là một con Megalodon anh em. Mình kéo con này rất là gắt anh em ạ. Đây anh em thấy chưa, nó bỏ chạy liên tục luôn. Mình câu thì không sợ hụt anh em ơi, mà mình chỉ sợ đứt thôi anh em ạ. Bóng 6 này đứt rất là nhiều luôn. Tỷ lệ nó đứt thì phải nói là cực kỳ cao anh em ơi. Gặp bóng 6 là một chuyện anh em ơi. Còn câu được nó lên hay không thì phải tùy thuộc vào đồ may mắn rất là nhiều anh em ạ. Đây con này chạy rất là nhiều luôn. Nó đợi bỏ chạy rất là nhiều luôn anh em ơi. Mình có một điều này muốn nhắc cho anh em. Nhiều anh em câu bóng 6 rất là tâm lý anh em ơi. Và anh em toàn nhấp hụt thôi anh em ạ. Anh em bình tĩnh và nhìn vào màn hình. Khi nào nó thấy nó chạy thì anh em mới nhập vào cần câu thôi. Còn không thì anh em cứ bình tĩnh thôi anh em. Bóng 6 thì nó là hiếm rồi anh em ơi. Cho nên anh em cứ bình tĩnh anh em nhá. Không để nó hụt thì rất là tiếc anh em ơi. Rồi thì cuối cùng một con Megalodon đã lên cho mình rồi anh em ạ. Vậy là ở video này mình đã hướng dẫn cho anh em cách câu cũng như server lên nhiều bóng 6 nhất anh em nhá.
Và lưu ý với anh em thì mình câu ở đây mình không cần mồi anh em ơi. Nếu anh em xem video của mình, nếu thấy hay thì đừng quên like kênh cũng như subscribe kênh cho mình nha anh em, cho mình có thêm động lực để ra nhiều video hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.